Đây là bí này. Đây là bí xanh. Đây là bí xanh. Bí này họ xào, xào tỏi thì không còn gì bằng. Và củ dền đỏ. Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Hồng Kaka. Ok, hello, chào các bạn, Sao Paulo. Ok, hello, chào bạn, mình tên Đông Paulo. Ok, hello, chào các bạn, tôi tên Freddy. Ok, hello, chào các bạn, tôi mình Victory. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Matthew. Ok, chào mừng các bạn, chương trình Quang Linh Vlog của Trường Châu Phi. À, ok, chào mừng các bạn, chương trình ẩm thực Châu Phi. Thì video hôm qua là có đi mua đồ trên thành phố. Bây giờ anh em tôi sẽ đưa từng món đó và hóa đơn để cho anh trai Linh đồ và cũng như người dân ở đây xem để cho rõ ràng. Cái gì cũng thế, hai con bầu của người ta mà. Thì hôm qua cũng đi thành phố mua. Đấy, cũng nhiều bản comment là Bảo Linh là hay đi dép. Anh Đông và anh Hùng có mua giày. Đấy, giày tặng. Đấy, giày mới. Giày mới. Đấy, rồi đấy anh Hùng và anh Hùng thì là chú đã chú đáo thấy thấy Paulina không có giày đi dép đấy nên là anh Đông có chủ ý nói là mua cho em Paulina đấy tiền túi anh Đông nhá hai đôi giày. Đây là của Bảo Linh nhá. Đây Bảo Linh đây bà. Đây bà. Các ông bạn nói là không có giày thì bây giờ anh em tôi mua giày. Mete Adidas đàng hoàng đấy các bạn. Đấy. Mete Ace. Ace bây giờ là làm việc nha các bạn. Cái này là anh Đông Tạc. Thì Ace Kaka ấy. Kaka Tereje. Ombra Tereje Bose. Nó phải là cái ca cốc. Nó cả ca kì cầm pro. Cả ca. Dạ, dạ, con này đang chạy trên cái mỏ đèo đường nhé. Đấy, để không? Đi ra vào vai kia. Đây, kì về. Đi về cái đôi. Chắc ba tù về tay ung. Hoàn đào ung ca nhá. Ung ca đào hoàn đàn đấy. Đấy, đẹp, quá đẹp. Mê tê bê. Vừa luôn. Anh Hùng rất là chú đáo. Đo cả chân luôn mà, đo hồi nào cũng biết, đo cả chân luôn. Bằng thước là đo chân mà. Khiếp. Rồi. Rồi, bay bay kia về. Đây kia về. Đấy, đẹp chưa? Passa tudo para ver a nós todo. Sim. Sim, senhor. Được rồi. Được rồi. Bây giờ là anh em tôi sẽ đưa tất cả đồ làm nông nghiệp và cũng như hạt giống cho người dân ở đây. Khi hôm qua là anh Hùng và anh Đông có đi mua rồi. Bây giờ mà ta lại ta đưa đến đây. Vai leva tu Andrew Caru. Tờ chè kì. Sì, sì. Domingo tamé. Vai, vai. Kaka, aí sai da minha. Era tudo. Tudo, tudo. Vũ khí hạt nhân. Đây là cái này là đánh cây này. Nào, mới chúng ta hãy cho cùng cái này lên nào. Xin chào. Bún rồi của ta là nhập. Ừ, bằng con bì. Anh thấy cái nhà ta lên đây không? Cho bạn không? Nhiều đồ ơi. Cái tay găng tay. Găng tay bốc phân. Ok các bạn, thì tất cả đồ này là hôm qua anh Đông và anh Hùng đi trên thành phố mua. Thì bây giờ sẽ nói tất cả những cái mẫu giống, hạt giống này và cũng như là dụng cụ làm để cho người dân ở đây hiểu thêm về kiến thức cần những cái gì để làm. Đấy, thì cái này thì để cho anh Hùng và anh Đông Tử nói luôn nha các bạn. Tại vì mình không biết gì về nông nghiệp đâu. Đấy, hai anh thì nhiều tuổi rồi, cũng 40-45 tuổi rồi nên cũng kiến thức trồng trọt rất là nhiều. Đấy. Mười năm nữa, 4 năm.
Rồi bây giờ là áo là đôi bè số không phải sai thì bay đây thì phải cho cô mô cô của ta được bộ tình có mẹ tình bền đề là bền đấy bộ là tình tu đấy thì mang đây là bộ xa hoa của sì sì tane agora é é só esse cimento o milho já conhece. Tá bem. Feijão. Feijão. Feijão aju. Aju. Feijão aju, né? Pegar ali, né? Sim. Né? Tudo tem feijão, feijão. Sim, senhor. Vamos ver. Isso é da assim. Rất là nhiều hạt giống. Thì bây giờ để cho anh Hùng và anh Đông giới thiệu tất cả những hạt giống này và cũng như là dụng cụ làm. Ok nhé các bạn. Thì giờ anh em mình cũng mua hạt giống về đây rồi. Thì để giới thiệu cho các bạn biết là tất cả những loại hạt giống này. Đây là bí ngô này. Bí ngô là cái gì vậy? Bí ngô là cái gì nhỉ? Nói với tất cả mọi người luôn là bí ngô là cái gì nhỉ? Tí bùa, cốc bùa, bé bé, mà cao. Đây là hành tây nhé các bạn. Anh em mình cũng mua vì người dân ở đây là hay sử dụng, hay ăn hành tây và cà chua. Cái này nó đang còn bảo quản nhá, bảo quản nên không mở được. Những hộp này họ vẫn bảo quản này. Đây, chưa mở được. Cái cebola. Cebola, mì pimento de cebola. Đây là cà rốt nha các bạn. Aqui. Senhora. Sim, senhora, senhora. Senhora, né? Mình qua mua vừa bắp cải Nam Phi vừa bắp cải gì? Aqui là bắp cải. Bắp cải. Còn đây là bắp cải các bạn. Đây, hai loại bắp cải. Hai loại bắp cải. Anh em mình mua là hai loại bắp cải. Đấy. Đây là bắp cải nhá. Đây là bắp cải của Nam Phi này. Và đây là bắp cải của Brazil. Aqui repol. Repol. De África Sul. Sí, sí. África Sul. Aqui repol de Brazil. Đây là súp nơ. Hai loại, một loại là súp nơ trắng và súp nơ xanh nhé các bạn. Aqui. Yes, né? Rất nhiều loại. Isso é como isso, né? Como isso? Isso também. Isso tipo do chinês que está no alto do que do tipo, né? É. Sim, é mesmo essa. Sim. Olha, bí. Đây là bí xanh. Đây là bí xanh. Bí này họ xào, xào tỏi thì không còn gì bằng. Và củ dền đỏ. Yeah. Aqui também tipo sabor assim. Sim. Também se conhece, né? Sim. Aqui vende muito caro. Sim, sim. À. Loài này là khí trồng này nó bán rất rất đắt tiền mọi người nhá. Ở đây người ta rất chuộng loài này. Ở đây anh em mình cũng mua thêm cho người dân ít gọi là ớt xào đây, ớt xanh, ớt ngọt và dưa thái. Aqui, pimenta, né? Pimenta. Aqui também tipo malásia, é isso outro tipo. Sim, sim. Malásia branca, muito doce. Ở đây là đậu gì đây? Đậu bắp. Đậu bắp nấu canh chua. Ăn lâu ấy. Hả? Ăn lâu. Đậu bắp nấu canh chua đấy. Canh chua. Também está vendendo tá caro. Quando você quer ser, né? É. É aroma, vende na vila. Sim. Pessoal rico, só como é isso, né? Cái này phải 40 loại. Và đây là dưa leo nha các bạn. Có nơi gọi dưa chuột. Quê mình gọi là dưa chuột. Aqui. Và anh em mình mua rau. Aqui pepino. Nói chung là bên này anh em mình chỉ mua gọi là những cái rau của người dân họ hay sử dụng và hay ăn này các bạn. Nên nó thơm anh em mình mua. Và đây là đậu này. Và đây là xà lách này. Đây là rau diếp.
cái thế rau, cái đây này, rất là nhiều nữa này, cà chua này, đậu này, cà chua này, đấy rất là nhiều loại nha các bạn, cực nhiều luôn. Cái này dưa hấu này, cái này anh em tôi sẽ nói với người bản địa đấy, còn mà quay video thì quá trình nó rất là lâu, và bây giờ giới thiệu dùng củ này và hạt giống thêm một tí nữa nhá, nhiều lắm, quá nhiều luôn. Cả đậu xanh này, rồi đậu đen này. Những cái hạt giống này thì khi nào trồng thì anh em mình sẽ ủ và sẽ hướng dẫn họ cách ủ của từng loại một nhé các bạn. Đúng rồi. Để găng tay, dụng cụ lao động. À, cái lô của Sara. Cảm ơn. Phải cần. Bao nhiêu biển sạch. Mete água, vai molhar bem. Não vai estragar aí, tá bem? Aqui, mete água aqui, molhar bem. Aqui também. Tá bem. Aqui, quando é fruta, ok, né? Tem tipo doença, tem um pouco de bichinho. Um bichinho. Sim. Vai meter medicamento aqui. Vai sim. Mas quando tem, não faz. Não faz. É, mình còn làm việc anh là khi nào cỏ thì mình mới sử dụng, mới đi mua thuốc từ sau về để phun mọi người nha. Còn không cỏ thôi, đấy là anh mình mua dự phòng. Aqui. Aqui mangue là, là puxa água. Còn tất cả đấy các bạn ơi, tất cả anh em mình những đồ và những cái đồ dụng cụ và cũng như hạt giống anh em mình mua đều qua Factor ra về. Là để anh em mình cộng cho anh trai Nindo để xem cái số tiền anh trai Nindo mua đưa cho anh em mình với số tiền anh em mình mua có khớp với nhau không. Mình nghĩ là vẫn mình mua còn hơn số tiền đưa cho anh em mình. Ông trùng củ này thì hơn 5 triệu rồi. Đây. Đấy. Đúng rồi, có rất là nhiều bạn nói là lấy tài sản của họ ấy. Thì mình cũng nói với các bạn một câu, đó là anh em tôi chỉ đưa cần câu thôi, chứ còn lưỡi câu là họ phải uốn đấy để mà mài rúa này rồi họ mới đi câu thành quả được, chứ bây giờ đưa cho họ một đống như thế này đấy, người ta không chú tâm và cũng không quan trọng, tại vì không phải cái tài sản của người ta đấy, nên phải là tài sản của người ta đấy, người ta làm ra tiền thì mới quý được đồng tiền, chứ bây giờ không giúp được không như thế này đấy, mà tài sản 5 triệu hai con bò thì nó rất là, đối với người dân châu Phi ấy, đối với những người mà ở nông thôn, ở quê ấy, nó rất là cao. Đấy, không phải là như các bạn là nghĩ là 5 triệu là nó bình thường thôi. Đấy, đối với mình và cũng như anh em tôi thì cũng như các bạn, đấy 5 triệu thì nó không phải là cao, nhưng mà đối với người dân ở đây là 5 triệu là cả cuộc sống của họ luôn. Đấy, nên là người ta phải chú tâm vào làm. Còn anh em tôi chỉ là hướng dẫn làm thành quả, nếu mà thất bại thì anh em chúng tôi sẽ bỏ lại số tiền đó mua hai con bò. Đấy, không mất cái gì cả. Đấy, nếu mà thành công thì cũng là của họ cả, chứ không phải là của anh em tôi lấy cái đi của ai cả. Đấy, của họ cả. Nên là phải tập trung làm. Agora ta trabalho, né? Sim. Và hôm qua anh em mình cũng động nhiều mình luôn. Có một số bạn nói là sao không đưa anh trai Nindo đi mua cùng để anh trai Nindo biết chỗ. Thì anh em mình cũng là lần đầu tiên đi mua và anh em mình cũng phải hỏi rất nhiều cửa hàng. Nên là anh em mình muốn là có đưa anh trai Nindo đi mua thì cũng để lần sau. Cái lần đầu tiên mà để đi đưa anh trai Nindo đi mua rồi hỏi những chỗ nào chỗ kia thì anh trai Nindo lại thấy cảm tưởng là mua hạt giống này rất là khó khăn. Thì là họ sẽ có một suy nghĩ khác. Nên anh em mình muốn là để anh em mình đi mua tất những chỗ nào có hạt giống và cũng có những dụng cụ như nào thì lần sau anh em mình chỉ đến đưa anh trai đi đầu đến và mua thì rất là nhanh đấy, nên các bạn thông cảm. Và đây các bạn nhé, ở trên cả cái hóa đơn này đều có địa chỉ cửa hàng và cả số điện thoại này. Anh Minh sẽ giao cho anh Lindo tất cả những cái hóa đơn này, nếu sau này anh thấy cần lên thành phố đi mua thì cũng có cái địa chỉ và cả số điện thoại ở đấy, hóa đơn này, các loại hạt giống và các loại dụng cụ đấy mọi người nhá. Agora vai guardar essa. Tá bem. Aqui tem tudo, fica onde? Sim. Tem tudo o número aqui. Sim. Quando você precisa comprar mais, né? Tá bem. Vai lá na cidade. Sim. Vai liga ou vai pro aí assim. Sim. Mora onde? Aqui. Sim. Ou não liga? Sim. Tá bom. Esse nosso, sua ajuda. Tá bem.
vai trazer ajuda a trabalho. Depois quando tem la nosso da tudo aqui. Eu não levo isso em nada. Tá bem, obrigado. Yeah, força você. Rồi, bây giờ là không biết thành công hay không, nhưng mà người dân ở đây là vỗ tay rất là nồng nhiệt. Nên anh em chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu nha các bạn. Phải hướng dẫn bằng được để cho ra thành quả và cho người ta biết Việt Nam mình là trình độ như thế nào nhá. Hai trách nhiệm là sẽ anh Đông và anh Hùng sẽ là nặng nhọc đây. Nếu mà thành thất bại thì các bạn cứ sang đây, mình chỉ cho chỗ mua block đấy, cứ vác block là cứ ném đấy. Anh em mình thì nói chung với các bạn là anh em mình cũng mong là hy vọng và cũng gọi là biết và khả năng những gì có thì anh em mình cũng cố gắng hết sức để giúp mà người dân ở đây cũng như anh trai lên đầu để có gọi là thành quả tốt. Anh em mình sẽ cố gắng hết sức mọi người nha. Cố gắng hết sức. Anh em mình biết và nếu không biết anh em mình sẽ học hỏi thêm trên các trên máy tính, trên internet đấy. Và anh em mình sẽ cố gắng hết sức. Và cũng như bạn nào nhiều có những chuyên môn cao về nông nghiệp thì cũng góp ý với anh em mình thì anh em mình sẽ tiếp thu và các bạn cứ comment nhá, nếu mà có ý tưởng gì hoặc là muốn anh em tôi làm gì cho tốt đấy thì các bạn cứ comment nhiều vào, không sao đâu. Bàn phím là của các bạn đấy, các bạn cứ bấm cho mình để kiến thức nhá, chứ không phải là chửi bới nhá. Những cái kiến thức để anh em tôi học hỏi thêm về các bạn và đưa đến cho người dân châu Phi. Nếu mà chung tay Việt Nam với Việt Nam chung tay lại giúp người dân châu Phi thì rất là vui. Còn mà những cái bản mà có bà cào phím rồi chửi bới thì thôi nhá, đừng nên cào đấy. Thì video hôm nay thì cũng lên đây làm cho đưa sản phẩm và cũng như là thành quả mua được giống để đưa lên cho người dân bản địa ở đây xem, và cũng như là sắp tới sẽ bắt đầu làm đấy, ngày mai bắt đầu sẽ đi khai hoang ruộng đấy, đi chặt cỏ này và sẽ đi cày. Nhiều bạn cứ bảo là đi mua cái máy cái gì máy cày gì không, cái đó thì để sau đi. Bây giờ mới bắt đầu, chưa thấy thành quả, chưa thấy cái ngọn cây nào lên mà đi mua cái máy cày gần 100 triệu bạc, chết đấy, toan đấy. Quay cho các bạn xem bên dưa chuột thì cũng lên giống. À. Đây nha các bạn thấy anh em tôi trồng cách đây có một tuần này, dưa leo lên này, kinh khủng chưa? 90% này. Mà không bỏ một cái phân hay là gì luôn nha các bạn. Đất luôn nhá. Đấy. Thành quả này. Dưa leo nhá. Đây là dưa leo này. Còn bên này hạt giống đang nảy mầm. Đấy, đang nảy mầm nhỏ nhỏ này. Ở bên này thì cũng rất là lên rất là nhiều rồi. Mùi này lên rất chậm nhá các bạn. Vì mùi của nó đúng là phải nửa tháng, thấp nhất phải nửa tháng mới lên mầm. Ấy. Đúng rồi, mùi. Đây này, rau cải này. Rau cải anh em mình đã lên rồi. Một tuần nhá, đúng một tuần. Người dân bản địa ở đây anh em tôi bày cho tưới nước hàng ngày này. Đấy, mới tưới xong lúc sáng hay gì mà nước vẫn còn này. Đây, đang nảy mầm nhá các bạn. Đây. Đây, nảy mầm này. Đây là hai giống khác nhau. Giống này nảy mầm mạnh hơn này. Bên này ơi. Các bạn thấy chưa? Mới có một tuần thôi nhá. Cái này lần đầu anh em mình trồng cũng chưa biết thế nào nên là mình vẫn trồng hơi dày một tí nha các bạn nhá. Thì sau này anh em mình sẽ tỉa những cây nào xấu hoặc sâu là mình sẽ tỉa đi, vì cái đất bên này lần đầu anh em mình làm là chưa biết là lượng phần trăm nó giống của nó có tốt hay không, và hạt giống anh em mình để quá lâu rồi nên là mình gieo hơi dày, để nếu mà dày quá sau này mình sẽ tỉa vợi đi, và những chỗ nào mà không lên thì mình sẽ đánh sang mình trồng thì sẽ đợi, mình nghĩ sẽ đều hơn nhé các bạn. Así.
Bước đi thì nó mà ra một nói chung là anh em mình cứ mua bình phòng thôi. Nhưng mà không tại cái xe được quy coi vì nhà mai chứ không bao giờ mong không có sâu bệnh nữa. Mong không có sâu bệnh nhưng mà sâu bệnh thì căng. Ahora en la meta, ahí sí, ahí con.